Đây là những khoảnh khắc mà ngoài thiên nhiên mới có. Và xin giới thiệu các bạn, mình tên là Thao. Đó. Với biệt danh là Thao chim cu gáy miền Bắc. Đây là con chim mồi trần của mình. Mình thả ra để tập luyện. Đó. Nếu anh em nào thích chơi chim mồi theo kiểu mồi đất, mồi cây, mồi trần hoặc chim khách, chim non, chim giống, chim bố mẹ sinh sản, tóm lại là tất cả những lĩnh vực về chim cu gáy, mình sẽ giao lưu với các bạn qua số điện thoại 0163 5305 982. Địa chỉ của mình là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số tài khoản để giao dịch, tiện giao dịch cho các bạn là 2210 205 156 681. Mình là chủ tài khoản Vũ Văn Thao, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chi nhánh Ba Vì, Hà Nội. Mình sẽ gọi con này xuống cho nó ngủ nhá. Đây là khoảnh khắc thước phim vô giá. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây con. Xuống đây, xuống đây.
Ngủ đi con. Quý vị có thể thấy là bình thường các bạn có những con chim rất là hay, nhưng mà đó là con chim vẫn ở trong lồng và trong một cái cảm xúc nào đấy, trong một cái dịp nào đấy, thì Thao chim cu gáy miền Bắc quyết định trả cho nó sự tự do. Nhưng có lẽ là nó là cái duyên phận. Những con chim mà thường sổng ra hoặc là những con chim mà mình thả ra thì thường nó cũng không đi đâu cả, nó vẫn về với mình. Ok. Bởi vì nghe giọng thì rất nhiều, nhưng mà mình muốn thực hiện một cái clip này để dâng tặng tất cả các bác cao tuổi và những người đam mê sự trong lành của một cái miền quê Bắc Bộ. Đó là những tiếng chim cu gáy. Đó, nó gáy rất là hồn nhiên, nó đứng trên một cái cành, nó rỉa lông.
Và các bạn quan sát kỹ con chim này thì cái phần cườm của nó cũng khá là đẹp. Chân thì rất là đỏ. Đó. Đứng rỉa lông rất hiên ngang. Thì mình muốn thực hiện cái clip này bằng một cái sự trả cho nó sự tự do. Và muốn nghe nó gáy, tiếng gáy đứng ở ngoài lồng. Không có một cái ròng buộc nào cả. Đó. Thì nếu như các bạn một buổi sáng các bạn uống cà phê thì có thể các bạn vào cái kênh Chim Cô Gái Hay của mình trên YouTube và các bạn bật cái file này lên, các bạn sẽ thưởng thức được những khoảnh khắc thật là tuyệt vời. Đấy là mục đích cuối cùng của mình, là mình muốn tặng những ai thích sự thanh bình yên ả, thích con chim cô gái, đam mê con chim cô gái. Đó là thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những cái loài chim mà nó rất là gì thân thiện. Đó, những cái động tác nó rỉa lông như vậy. Và bây giờ mình bảo nó gáy. Cu cu. Cu cu. Mình gọi là sang bên này cho các bạn, mình quay cho nó cực kỳ là tự nhiên, nó dí sát vào tận người nó luôn. Các bạn nhìn thấy con chim của Thao nó là như vậy. Đó, các bạn thấy chân của nó đỏ. Đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà mình ban tặng cho những người đam mê và đăng ký kênh Chim Cô Gái của mình. Lại đây con. Lại đây. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Xuống cành dưới, xuống. Nó. Đấy, mình không đưa tay ra nữa, mình quay sát. Quay sát vô nhá. Mình quay sát chân này. Các bạn có thể thấy là những cái khoảnh khắc này thì thật là tuyệt vời đúng không? Mình quay sát mỏ này. Đó. Đây là con chim, nó mang lại cuộc sống của mình. Nó mang lại niềm đam mê. Đó. Các bạn có thể thấy là con chim này nó hồn nhiên và nó thân thiện với mình như thế nào. Mình muốn ghi lại tất cả những cái hình kỷ niệm về mình và con chim này, và cũng đăng cái clip này lên một cái trang cá nhân của mình trên YouTube, là cái trang kênh Chim Cô Gái Hay, để mong muốn làm sao ban tặng cho tất cả những ai đam mê con chim cô gái, để thưởng thức được những cái hình hài, những cái dáng và những cái mắt, mỏ, đầu, cườm, chân và tiếng gáy của nó. Đó, nó đứng nó rỉa lông. Các bạn thấy không? Nó rất là gì? Nó rất là hồn nhiên. Đó. Đó, mình muốn. Đó. Xuống đây con, xuống đây. Xuống đây con. Xuống cạnh dưới đi. Xuống. Đó, xuống đây. Xuống đây con. Xuống đây. Xuống.
Đó, các bạn thấy không? Mình sờ vào chân nó đây. Đó, mình thờ vào chân, mình không thèm bắt. Mình vẫn cứ giao tiếp với nó như... Đó, đó, mình sờ vào móng vảy của nó như vậy thôi. Thế các bạn thấy là gì? Con chim nó... Khi mình đã cho nó cái sự tự tin thì luôn là như vậy. Nó rất là gì? Thuần. Đó. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ gọi cho mình để giao lưu với những cái con chim cu. Đó, các bạn thấy là gì? Thật là tuyệt vời đúng không? Đó, mình sẽ chụp cái bức này để làm cái logo, thay cái logo mới của mình. Đó. Số điện thoại của bên mình là 0163530982. Quý vị các bạn có thể thấy là những con chim của mình thật là tuyệt vời đúng không? Bạn thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Đó. Đấy. Chỉ có mình muốn chụp một bức để cho nó có cái tia nắng nó rọi chéo. Mình sẽ đứng thụt xuống dưới một chút. Những khoảnh khắc này là mình sẽ sưu tập và ban tặng cho trên diễn đàn. Đó, mình nghiêng một chút. Đó. Một lần nữa mình xin nhắc lại là Thao Chim Cu Gáy, số điện thoại là 0163 530982.
0162 0163 5305, 982, với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian vừa qua về chủ đề con chim cô gáy, và mình hy vọng rằng sẽ cung ứng những con giống và những con chim bố mẹ, cũng như con chim khách, những con chim mồi thật là đẹp, thật là hấp dẫn để tăng lên màu sắc cho diễn đàn chim cô gáy. Thân ái chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công trong cuộc sống, và xin cảm ơn tất cả những fan hâm mộ của mình. Đó, mình mãi quay điện thoại không thèm nghe.